Chiều ngày 16 tháng 6, thông tin Công an tỉnh Kiên Giang cho biết khoảng 0 giờ cùng ngày, hay tin báo, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Phú Quốc đã triển khai lực lượng truy bắt nhanh nhóm 4 người có hành vi giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. 4 người bị bắt gồm Trần Văn Tuân 30 tuổi là người cầm đầu, Lê Trung Thành 20 tuổi, Cù Huy Thiện 17 tuổi và Trần Văn Long 26 tuổi ngụ ở thành phố Phú Quốc. Tại cơ quan công an, nhóm người trên thừa nhận đã giàn cảnh bắt giữ, khống chế, ép nạn nhân viết giấy nhận nợ rồi buộc ký hợp đồng mua bán đất. Nhóm người này còn dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và đánh nạn nhân gây thương tích ở mặt. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý.